Mỹ lần đầu viện trợ UAV bỏ túi cho Ukraine. Mỹ công bố gói viện trợ 400 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó có UAV bỏ túi Black Hornet cùng tên lửa phòng không, xe bọc thép. Gói viện trợ trị giá 400 triệu đô la Mỹ, trong đó có đạn dược cho hệ thống phòng không Patriot, NASAMS và pháo phản lực HIMARS, tên lửa Stinger, đạn pháo 155mm và 105mm, 32 xe bọc thép chở quân Stryker, hơn 28 triệu viên đạn cho các loại vũ khí cỡ nhỏ và lựu đạn, Lầu Năm Góc cho biết ngày 25 tháng 7. Gói viện trợ còn đánh dấu lần đầu tiên Mỹ cung cấp máy bay trinh sát không người lái, UAV, cỡ nhỏ Black Hornet nước này sản xuất cho Ukraine. Black Hornet do Na Uy phát triển, đã được chính phủ Anh và Na Uy viện trợ cho Ukraine và đang được Kiev sử dụng. UAV Black Hornet dài 168mm, trọng lượng chưa đến 33g, có thể nhét vừa túi áo và gần như không phát ra tiếng động khi bay. Thiết bị có thể hoạt động trong 25 phút với tầm bay 2km, tốc độ 21,5 km/h, chịu gió 27 km/h. Black Hornet được trang bị máy quay với chất lượng hình ảnh cao, cho phép binh sĩ quan sát góc khuất trong môi trường đô thị hoặc trinh sát khu vực không quen thuộc. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói gói viện trợ nhằm tăng cường sức mạnh cho các lực lượng dũng cảm của Ukraine trên chiến trường và giúp họ giành lại lãnh thổ. Đây là gói viện trợ thứ 43 mà Mỹ dành cho Ukraine, được triển khai theo quyền điều chỉnh nguồn lực tổng thống, PGA, đạo luật cho phép chính phủ Mỹ linh động chuyển giao một số nguồn lực và thiết bị quốc phòng tồn kho cho đối tác trong tình huống khẩn cấp, không cần chờ quốc hội bật đèn xanh. Kể từ khi Nga mở chiến dịch ở Ukraine tháng 2 năm 2022, Mỹ đã viện trợ quân sự hơn 43 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.